Hoa hậu ao làng gây bão vì nói tiếng Anh không ai hiểu. Mới đây, dân mạng xôn xao trước một đoạn clip trong chung kết một cuộc thi sắc đẹp dành cho nam giới được tổ chức ở Philippines. Cuộc thi này có Hoa hậu Đông Nam Á 2014 Vũ Trần Triều Thu, Thu Vũ làm giám khảo. Người đẹp Thu Vũ khiến cả hội trường mắt tròn mắt dẹt sau khi rụt rè đọc câu hỏi của mình. Khả năng ngoại ngữ không được tốt của nữ giám khảo bộc lộ bằng màn lập cập phát âm sai hầu hết câu hỏi tiếng Anh. Câu hỏi mà cô đặt ra là What do you think is the essence of winning this pageant? Bạn nghĩ điều quan trọng cốt lõi của việc đăng quang hoa hậu là gì? Tuy nhiên, tất cả khán giả lẫn thí sinh, người dẫn chương trình, ban tổ chức đều không hiểu Thu Vũ nói gì khi cô phát âm bằng thứ tiếng Anh bồi sai be bét. Gương mặt của thí sinh sau khi nghe xong câu hỏi ngơ ngác, còn khán giả cười ồ lên ngạc nhiên. Hoa hậu Đông Nam Á 2014 khá lúng túng trước tình huống này. Cô tiếp tục đọc lại câu hỏi nhưng mọi người vẫn không hiểu người đẹp nói gì. Cực chẳng đã, nam giám khảo bên cạnh phải gỡ rối bằng cách đọc hộ Thu Vũ câu hỏi. Sau khi đoạn clip được tung ra, rất nhiều người đã bình luận về khả năng ngoại ngữ của Hoa hậu Đông Nam Á 2014 Thu Vũ. Câu hỏi đó do chính cô đặt ra, lại ngắn gọn và toàn những từ cơ bản. Vì thế, không ít ý kiến cho rằng họ thất vọng vì trình độ của người đẹp. Bên cạnh đó, việc Thu Vũ làm giám khảo của một cuộc thi sắc đẹp kiểu quốc tế như thế này, nhưng bản thân cô lại không dành tiếng Anh, khiến người ta không rõ cô chấm thi thế nào và đánh giá thí sinh ra sao. Một số bình luận trên mạng cũng hoài nghi về giá trị chiếc vương miện và danh xưng hoa hậu của Thu Vũ. Hoa hậu của một cuộc thi mang tầm khu vực mà lại không biết vài từ tiếng Anh đơn giản thì thật quá lạ. Lại hoa hậu ao làng rồi, giờ hoa hậu quốc tế nhiều như gà con. Trước khi đoạn clip này gây xôn xao, cái tên Thu Vũ vốn thậm chí còn im ắng ở nước nhà. Vậy cô là ai và cuộc thi cô đăng quang có tầm cỡ thế nào? Vũ Trần Triều Thu, tức Thu Vũ, đăng quang cuộc thi Hoa hậu Đông Nam Á tại thành phố Yasothon, Thái Lan. Trước đó, cô từng đoạt người đẹp ảnh cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam năm 2013. Cuộc thi mà Thu Vũ đăng quang bị dân tình đánh giá là ao làng cũng không hề nặng lời. Cuộc thi này được tổ chức lần đầu vào năm 2013 với mục đích tăng cường giao lưu văn hóa giữa các nước Đông Nam Á thông qua trang phục và các vũ điệu. Năm đầu tiên, cuộc thi thu hút được 12 thí sinh tham dự đến từ 6 nước trong khu vực. Tuy nhiên, đến 2 năm sau, đó là năm 2014, năm Thu Vũ đăng quang, có 11 thí sinh và năm 2016 thì chỉ có 8 thí sinh tham dự. Năm 2016, đại diện Việt Nam là Mai Hà Ngân đăng quang Hoa hậu. Tuy tên cuộc thi Hoa hậu Đông Nam Á có vẻ quy mô rộng và hoành tráng, nhưng chất lượng của cuộc thi lại khá tệ về cả số lượng lẫn chất lượng. Trang cá nhân của cuộc thi chỉ vòn vẹn 8.000 người yêu thích và mỗi bài đăng cập nhật cuộc thi của ban tổ chức cũng vài lượt quan tâm. Sự thật, cuộc thi Hoa hậu Đông Nam Á được đánh giá là quy mô nhỏ và không mấy tên tuổi. Vì thế, sau khi tìm hiểu cuộc thi, người ta cũng không còn thấy lạ lẫm với chất lượng của Hoa hậu.